Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách làm cải ngọt xào tỏi. Và hôm nay cái nguyên liệu của mình gồm là 600g cải ngọt. Mình mua về mình rửa cho nó sạch và mình cắt ra những cái khúc nó vừa ăn như thế này. Và mình sẽ lựa ra những cái cọng đó các bạn, cọng cứng mình để riêng và những cái lá thì mình để riêng. Để cái cọng cứng thì mình sẽ xào nó lâu hơn một tí nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ có một cái củ tỏi, mình đã bóc vỏ nó ra rồi. Và bên đây là mình sẽ có nửa muỗng cà phê hạt nêm nè, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê tiêu và hai muỗng canh dầu ăn. Cái món này mình làm rất là đơn giản mà nó lại ngon và bổ dưỡng đó các bạn. Và bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm cái món cải ngọt xào tỏi ngày hôm nay nha. Rồi đầu tiên tỏi nè các bạn, một củ tỏi mình đã lột vỏ nó hết rồi. Bây giờ mình sẽ chia phân nửa, phân nửa những cái củ tỏi mình sẽ bầm nó nhuyễn ra và phân nửa mình chỉ cần đập dập nó thôi các bạn. Như thế này nè, để khi mình xào lên đó, mình ăn chúng cái miếng tỏi á, nó ngon ngon trong miệng mình lắm. Cái này là mình chỉ cần mình ấy nhỉ, đập dập nó còn nó bự bự như thế này nha. Mình chia ra phân nửa đi. Đó, cái này mình để riêng ha, mình để riêng qua bên đây. Còn cái số này thì mình sẽ băm nó nhuyễn ra. Đó. Món này mình làm nhanh lắm các bạn, chỉ cần khoảng 10 phút thôi. Mình lặt rau, mình rửa rau rồi mình bầm tỏi, mình chỉ cần xào lên một tí xíu là mình sẽ có một cái dĩa rau ngon. Mình ăn rau rất là tốt các bạn, mỗi ngày mình ăn một cái dĩa rau xào hoặc là rau sống, salad rồi các bạn bổ sung vô á, rất là tốt luôn. Rồi bây giờ mình đã bầm nó nhuyễn rồi, bây giờ mình sẽ qua bếp mình chế biến liền nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt một cái chảo to lên trên bếp như thế này nha các bạn. Mình sẽ cho hai muỗng canh dầu ăn vào đây nè. Khi mà cái dầu của mình nó nóng lên rồi, mình sẽ cho cái phần nửa nè, số tỏi mà mình băm nè, băm nhuyễn nè các bạn. Mình cho cái tỏi băm này vào nha, mình chừa lại cái tỏi này. Cho nó thơm lên một tí, mình xào như thế này nè các bạn, cho nó thơm lên. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho những cái cọng cải to như thế này mình cho vào, mình xào trước nha để cái này nó lâu chín hơn á. Các bạn nhớ là mình sẽ mở cái lửa lớn nhất trong cái bếp nha, thì là to mình xào rau nó mới ngon. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ nó. Sau khi mà mình đảo cái cọng cải nè các bạn khoảng 2 phút trên bếp có lửa lớn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần tỏi mình đập dập nè, mình cho nó vào. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho cái phần cải mà lá các bạn, mình cho nó vào luôn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho nửa muỗng cà phê hạt nêm và nửa muỗng cà phê muối vào đây. Nửa muỗng cà phê tiêu luôn các bạn. Mình đảo thêm khoảng 3 phút nữa trên cái bếp đó các bạn. Thì rau của chúng ta nó, các bạn mà lửa lớn thì rau của chúng ta nó sẽ xanh mà nó giòn nó ngon. Bây
giờ mình thấy rau mình được rồi nè, mình sẽ tắt bếp và mình sẽ chọn ra dĩa nha. Và đây là cái dĩa rau mà cải ngọt xào tỏi của mình đã xong rồi các bạn. Mình sau khi mình xào xong á, mình cho nó ra dĩa như thế này, nó vẫn còn nghi ngút khói như thế này nè các bạn. Rất là ngon nữa, mình ăn vào cái cọng cải nó rất là ngọt tự nhiên của cải đó các bạn. Với cách làm rất là đơn giản, và mình sẽ có một cái dĩa rau xào bổ sung cái chất xơ vào trong cái bữa ăn của mình. Nếu như các bạn thích thì các bạn có thể làm theo cách chia sẻ của mình để các bạn có một dĩa rau ngon nha.